với nhiều người, bánh lá dừa không chỉ là món quà quê no bụng mà còn là cả một khoảng trời ký ức thời con nít. Ít nếp tươi, ít chuối chín, lá dừa nước và thêm chút nguyên liệu chân giả, vậy là xong chiếc bánh của vị đất, vị quê. Nhưng với cậu bé này, vị của chiếc lá dừa mà nội gói còn chất chứa cả vị mặn của những giọt mồ hôi một đời cơ cực, vị ngọt ngào yêu thương của người bà gần 80 và cả một niềm kỳ vọng rằng mai này em sẽ yên dạ vững lòng bước trên đường đời tươi sáng. Đi qua những ngày mưa, hiếm hoi lắm mới được bữa sáng trời trong như vậy. Thế hậu tranh thủ bơi xuồng đi đốn bẹ dừa nước về cho nội gói bánh. Con trai dùng sông nước, vậy nên hậu rành và am hiểu cả những điều nhỏ nhặt nhất ở xứ này. Ví dụ như chỉ cần lấy dao gõ là em có thể phân biệt được bẹ nào non, bẹ nào già. Gói bánh lá dừa phải chọn những bẹ non, vì chỉ như vậy mới đủ độ dẻo, không bị gãy. Theo nội riết rồi quen tất thảy những công đoạn của làm bánh. Em còn nghe nội kể về mấy chục năm bà gắn bó với cái nghề này để nuôi con nuôi cháu. Khúc sông quê hiền hòa nhân ái, dẫu hai mùa mưa nắng vẫn gấp nhặt phù sa cho đời bao sản vật mỗi khi nước lớn nước trồng, cho rặng dừa nước thêm xanh tốt. Lại nghĩ về nội, một đời giải dầu dẫu lắm truân chuyên, vẫn gắn bó dành hết tình thương cho chiếc bánh, cho cháu ăn học nên người. Em không giống như là những cái bạn khác thì được gần cha mẹ là được chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Cho nên là em phải tự nhủ với bản thân mình là mình phải tự lập sớm hơn. Mình tự làm những công việc, ví dụ như là làm những công việc nhà để phụ giúp cho bà. Thương con rồi thương luôn cả cháu. Vậy nên từ ngày cha mẹ hậu rời quê lên phố tìm việc, bà Sương tảo tần kiếm từng đồng cho cháu khôn lớn rồi ăn học như bao bạn bè. Lớn tuổi rồi, bà có làm việc gì khác đâu, nên cái việc gói bánh bán này lâu ngày mới trở thành nghề của người bà 78 tuổi. Hồi trẻ, bà cũng quanh quẩn ở quê, làm bánh bán nuôi con. Rồi bây giờ cũng chính những chiếc bánh quê cho bà một chỗ dựa để nuôi cháu. Mỗi ngày ráng lắm, bà với hậu sẽ gói được gần 100 bánh. Trừ hết chi phí, đi lại, nguyên liệu, hai bà cháu bán cũng còn dư hơn 100 ngàn. Ở quê mà, cái gì hà tiện được thì hà tiện, nên hầu như tất cả số tiền mà bà có được từ việc này đều để dành cho việc học của hậu. Nghề nào cũng vậy, một khi đã theo, đã gắn bó, thì đều có một bí quyết riêng để hút khách. Loại bánh này được dùng đọt lá dừa non để gói được những chiếc bánh ngon. Khâu chọn nếp cũng vô cùng quan trọng, loại được chọn là nếp dẻo, căng tròn, đem giò sạch, ngâm qua đêm cho ngấm nước. Đậu xanh cũng được ngâm cho tróc vỏ, đãi sạch, dừa khô không quá già, được nạo lấy cơm, dắt thành thứ nước cốt đặc sánh, dậy mùi thơm, béo ngậy, rồi trộn cùng gạo nếp, đảo sơ qua cho thấm. Những điều tuy nhỏ nhặt vậy được bà dạy cho hậu thuộc nằm lòng. Cả việc khi gói bánh thì không được chặt tay quá, vì bánh sẽ không chín đều. Còn nếu lỏng tay, bánh sẽ bị ngấm nhiều nước, nhão, ăn không ngon. Ghi nhớ từng lời nội dặn, gói cả vào đó lời động viên cháu gắng vượt qua khó khăn mà bền chí học hành. Bởi đời cháu bà đâu thể cứ mãi khó khăn, để vị ngọt của chiếc bánh quê hương còn mãi. Năm nay mấy mươi rồi? 30. Không có gì lộn gì lạo gì với ai chứ. Đi học chứ không có hồi nào giờ không có thầy cô mắng vốn tiếng nào chứ. Thì có chữ, nó biết chữ giỏi, nó đỡ thân nó. Sau này nó đỡ.
Bữa trời mưa quá, hai bà cháu lại phải chịu cảnh nước ngập quá bắp chân như vậy. Nhưng có lạ gì nữa đâu, sống quen trong cảnh thiếu thốn, em cũng sớm quen với bao cơ cực. Và cả chuyện lội nước như thế này qua hai mùa nắng mưa. Em thì không sao, nhưng điều em sợ nhất là cảnh nhà trơn trượt, nội thì đã già, đi lại càng bất tiện bội phần. Càng nghĩ đến em càng dồn sức cho việc học, bởi chỉ có học mới là con đường sáng cho tương lai em. Những cái bài văn nói về ba mẹ là nói về công ơn dưỡng dục, sinh thành của ba mẹ và sự cực khổ của ba mẹ để nuôi nấng mình. Qua đó thì em nhìn vào những cái bài văn đó thì em cố gắng trau dồi mình hơn để giúp đỡ lại ba mẹ. Thời gian nấu để bánh dừa chín tầm 2 tiếng. Thời gian này điều quan trọng nhất là em phải trực để canh lửa cho đều, không được quá lớn cũng không quá nhỏ. Là do ánh lửa ấm hay chính vì cảm nhận rõ tình thương của nội mà mười mấy năm qua em chưa bao giờ thấy lạnh lẽo, chơ vơ dù ở xa vòng tay cha mẹ. Hơn cả tình thương của một người bà, dẫu chẳng mang nặng đẻ đâu, nhưng nội thương em bằng tình thương của bậc làm cha làm mẹ. Và cả tình thương của một người đi trước đã quá nhiều trắc trở mà quyết tâm nuôi lớn thế hệ sau này. Biết nội thương mình nhiều, Hậu không ngừng cố gắng trong học tập và cả trong cuộc sống. Em chưa bao giờ cho phép mình gục ngã hay chùn bước, bởi em hiểu rằng sau em còn có nội, còn có vị ngọt của những chiếc bánh lá dừa. Tầm hơn 2 tiếng, bánh dừa chín, hai bà cháu lại vội vã mang ra chợ cho dừa kịp nóng. Đường làng ngõ chợ nào hai bà cháu cũng quen, quen đến nỗi hiểu rõ tánh ý của từng vị khách để có cách mời chào cho đúng, cho khách vui lòng mà mua hàng. Hơn 15 năm qua, một bà, một cháu cứ vậy mà tựa nương vào nhau, cho nhau niềm tin, hy vọng để bước qua bao trắc trở của cuộc đời. Đời em có nhiều bất hạnh, nhưng có lẽ điều may mắn nhất em có được chính là em có nội. Vậy là đã đủ. Ăn bánh mấy cô ơi. Hai lỗ nhân à? Hai lỗ nhân. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu, dẫu có bao thiếu thốn nhưng những con chữ vẫn đều đặn được viết nên từ đôi tay nhỏ. Bởi em tin rằng dưới chân là chông gai thiếu thốn, nhưng mai này em sẽ đón được ánh nắng từ tri thức. Hơn 11 năm liền, Hậu luôn là học sinh giỏi. Đây là cách để em đáp đền ơn nội, đáp đền vị ngọt của chiếc bánh đã nuôi lớn em. Lúc nào cũng vậy, làm thêm bài tập ở nhà và tìm đọc các tài liệu nâng cao luôn là phương pháp học tập để em có được kết quả cao trong những năm tháng cấp sách đến trường. Em thì em thường học vào khoảng buổi tối, tại vì ban ngày thì em đi học, với lại là em phụ bà nhiều cho nên là em không có học buổi sáng được. Thì buổi tối em sẽ viết ra những cái kế hoạch, mục tiêu cụ thể để mà mình theo đuổi cho nó gành mạch một chút. Đồng hành em bước qua khó khăn hướng đến ngày mai tươi sáng. Học bổng qua lúa kỷ 209 tìm về ngôi trường trung học phổ thông Tây Đô, huyện Long Mỹ để trao suất học bổng trị giá 20 triệu đồng từ sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ số kiến thiết Hậu Giang cho em Dương Thế Hậu, học sinh lớp 11 CB3 của trường. Giám đốc đã phát thanh truyền hình Hậu Giang tặng em giấy khen khích lệ tinh thần học tập. Hội khuyến học huyện Long Mỹ, ban giám hiệu nhà trường tặng nhiều phần quà san sẻ khó khăn cho em. Được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tin rằng Thế Hậu sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua bão giông, viết tiếp hành trình đời mình bằng học vấn.